đi tìm với bạn uy tín tí nhá, chăm chỉ quá này anh không chịu đâu. Thì đóng cửa cái điện nhà cửa. Nhưng mà nó học được mấy? Học xong chưa? Từ từ đứng đấy, nó học xong chưa? Nó lớn hơn em 2 tuổi, à 1 tuổi. Thế là học xong chưa? Để hỏi học xong chưa? Chưa. Chưa học xong thì đi được kiểu gì? Anh định làm với nó suốt á? Ừ. Thế thì em tưởng bảo nó đi hôm nay nhưng mà nó đi hôm nay. Không. Làm giấy đi làm phải thông đi, nếu mà còn vợ giờ rút kinh nghiệm rồi. Không, anh không quay cho bọn nó nữa, quay cho bọn nó được mấy hôm nó nghỉ con bà nó mất. Thì anh quay cho ai giờ, nó phải quay cho anh. Bà thằng mợ nó quay cho. Nhà này. Chắc nó đi chơi chúng mình yêu không? Nó tắt mẹ máy gọi không gọi được, nhưng mà nó nhận rồi mà nó không thể gọi lại nhé. Chắc chơi game. Chơi game chắc dỗi anh không cho chơi rồi chưa? Anh bảo tắt máy. Bây giờ một là chú đi rửa bát, hai là đi quét nhà, chú đi nấu cơm nhỉ. Thì chú chọn cái nào, anh nấu cơm rồi còn nấu mỗi rau thôi. Hay chú chọn cái nào? Em quét nhà. Hay quét nhanh em. Quét xong phát suy nghĩ phát thời phi mẹ đi sang ngoại bố em sang nhà ngoại. Sáng mai thế sang nhà ngoại thế bao giờ chú về? Thế sáng mai 5 giờ em về sớm. Chú ngoại á? Ừ. Thế chắc xuống dưới đấy người ta bà ngoại bắt đi cấy rồi. Xuống Tân Phèo ấy. Vâng. Buồn nhỉ. Ba. Ủa mấy chú kìa. Em gọi nó xem. Gọi bảo này em đang ở anh đang ở cái xứ sở nào rồi nhá. Bảo là không không nào thì giới thiệu cho anh người khác đi quay cùng. Bạch công tử rồi. Hắc thường phu nhân rồi.